Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, thời gian qua liên tiếp xuất hiện những tin đồn rò rỉ liên quan tới dòng Huawei Mate 30. Mới đây nhất thì một leaker Trung Quốc đã đăng tải ảnh chụp mặt lưng của dòng Mate 30 với cách bố trí cụm camera hoàn toàn mới. Như bạn thấy trong bức ảnh trên thì toàn bộ camera và đèn LED của dòng Mate 30 sẽ được đặt trong một cụm hình tròn. Trong đó, 4 camera và đèn LED sẽ xếp thành hình chữ X rất ấn tượng. Ở chính giữa phía trên là logo Leica, trong khi phía dưới là dòng chữ báo hiệu dòng Mate 30 sẽ có khả năng zoom quang 5x. Tuy nhiên thì bức ảnh này chưa chính xác và hoàn toàn có thể chỉ là một render do người dùng tạo ra. Trước đó, ảnh dò rỉ phụ kiện ốp lưng gợi ý Mate 30 sẽ có cụm camera hình tròn. Hiện tại thì thông tin về dòng Huawei Mate 30 vẫn còn khá là hạn chế. Theo đồn đoán thì Mate 30 sẽ dùng chip Kirin 985, được trang bị modem 5G Balong 5000, máy có màn hình AMOLED với tốc độ lên tới 90Hz. Camera sau của Mate 30 sẽ có khả năng zoom số 50x và zoom quang 5x. Một phiên bản đặc biệt của Galaxy A80 lấy cảm hứng từ nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám Blackpink vừa được ra mắt với sự thay đổi từ trong ra ngoài. Nếu là một Blink, tức là fan của Blackpink thực thụ thì bạn chắc chắn sẽ khó có thể bỏ qua phiên bản đặc biệt của Galaxy A80 lấy cảm hứng từ các cô gái đang nổi đình nổi đám này. Và với phiên bản đặc biệt thì Samsung Galaxy A80 sẽ có hoàn toàn bằng màu đen và điểm nhấn của nó sẽ là phần viền kim loại màu hồng và được gắn logo Blackpink thay vì là Samsung. Giao diện của máy cũng được thiết kế riêng biệt để đảm bảo không đụng hàng. Nhưng chưa dừng lại ở điểm này thì phụ kiện đi kèm cũng chất không kém. Từ ốp lưng, đế sạc, photo postcard đều có tông màu đen hồng, chữ ký của nhóm nhạc nữ và làm cực kỳ đẹp mắt. Song song với chiếc Galaxy A80 giới hạn số lượng thì bộ sản phẩm này còn bao gồm chiếc Galaxy Watch Active màu hồng, chiếc Galaxy Boost màu đen kết hợp với hồng. Galaxy A80 sẽ chính thức bán ra tại Thái Lan với giá bán là 21.990 baht, tương đương là 16,5 triệu đồng tiền Việt, và với phiên bản 3 màu đen, hồng và vàng. Các bạn mến, Vivo vừa chính thức trình làng mẫu smartphone chơi game mới của hãng có tên là IQOO Neo. Đây là một phiên bản rút gọn về cấu hình của chiếc IQOO ra mắt hồi tháng 3 vừa qua, khi điện thoại này chỉ sử dụng chipset Snapdragon 845 thay vì là 855 cao cấp hơn. Hai tùy chọn RAM là 6 hoặc là 8GB, bộ nhớ trong là 64 hoặc 128GB. Khi được bán ra thì thiết bị này sẽ chạy trên hệ điều hành Android 9 Pie cùng giao diện Fantouch OS 9. Vivo IQOO Neo sở hữu 3 camera chính với độ phân giải là 12, 8 và 2 megapixel. Trong khi đó, với camera 12 megapixel sẽ có độ là f/1.79, cảm biến Sony IMX 363 và hỗ trợ công nghệ lớn lên dual pixel. Với camera 8 megapixel sẽ có độ là f/2.2 cùng góc rộng 108 độ. Trong khi đó thì camera 2 megapixel được sử dụng vào mục đích là đo độ sâu trên ảnh với khẩu độ là f/2.4. Vivo IQOO Neo sở hữu viên pin là 4500 mAh, lớn hơn 500 mAh so với Galaxy IQOO và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 22,5W thông qua cổng USB Type-C. Ngoài ra thiết bị này sẽ không bị loại bỏ cổng 3,5mm, thứ vắng mặt trên rất nhiều smartphone có Snapdragon 855. Được biết là chiếc điện thoại này sẽ được liên kệ vào ngày 7 tháng 7 tới đây với giá bán là 261 đô, tức là khoảng 6 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 64GB ROM, trong khi hai phiên thể cao cấp hơn sẽ có mức giá lần lượt là 290 và 305 đô, tức là khoảng 6,75 và 7,1 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.